chính sách tông đồ công vụ. Phao-lô đến Antiochia của Pisidia, vào hội đường đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói: hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa Israel đã chọn tổ phụ chúng ta. Người đã thăm tiến dân người khi họ còn cư ngụ trong nước Ai Cập, và người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy. Sau khi loại bỏ Sao Lê, Chúa đã đặt David lên làm vua dân người. Để chứng nhận điều đó, chính người đã phán: ta đã gặp được David, con của Giê-xê, người vừa ý ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Bởi dòng dõi David, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giê-xu làm đấng cứu độ, đấng mà Gioan đã báo trước khi ông đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ông tuyên bố: tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng, nhưng đây, người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân người. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau này, mẹ người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hà sinh một con trai. Người ta sẽ tập gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thánh Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng. Thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa. Lời Chúa.